Xin chào, hãy nâng cao sức khỏe và tinh thần của bạn lên tầng cao nhất cùng với Nam Hà. Hãy trải nghiệm những phép lạ cùng với yoga. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Bạn sẽ sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc và khỏe đẹp thuận theo tự nhiên. Hãy có mặt tại video này. Ngày hôm nay thì Nam Hà vui mừng được hướng dẫn một bài yoga trước khi đi ngủ để giúp cho tất cả các cô ba anh chị sẽ có một cái giấc ngủ thật sâu ngon, ngủ thông cho tới sáng, đặt lưng xuống là ngủ và ngủ trong cái sự chữa lành. Ngoài ra còn giúp chúng ta có được một cái sức khỏe rất là tuyệt vời, thức dậy rất là sảng khoái, thanh nhẹ, tràn đầy năng lượng. Nào mời mọi người hãy bật điện thoại lên, luyện tập cùng với Nam Hà. Những tư thế giãn cơ cực kỳ đơn giản, nhẹ nhàng nhưng tác động rất là sâu. Đầu tiên thì chúng ta hãy duỗi hai chân chúng ta ra phía trước, hai bàn chân khép sát nhau. Đặt hai cái chân chúng ta ra phía trước. Chúng ta hãy vươn dài hai tay chúng ta lên cao, hít vào một hơi thật sâu, hít vào. Sau đó chúng ta từ từ thở ra, vòng hai tay ôm lấy hai chân, cúi gập đầu xuống, cảm nhận cái đùi trong nó đang được kéo giãn. Tiếp tục hít vào một hơi thật sâu, vươn dài hai tay lên cao như muốn kéo dài cột sống, chạm cao trần nhà. Sau đó thở ra, cúi gập đầu xuống, vòng hai tay ôm lấy chân, cảm nhận đùi trong đang được kéo giãn. Tiếp tục lần ba, hít vào, vươn hai tay chúng ta lên cao, thở ra, cúi gập đầu xuống, rất tuyệt vời. Lần 4, hít vào, vươn hai tay chúng ta lên cao nào, thở ra, toàn bộ cúi gập đầu xuống. Hãy làm trong khả năng cho phép của chúng ta, tùy thuộc vào sự linh hoạt của cơ thể. Lắng nghe cơ thể là điều hết sức quan trọng. Lần cuối, hít vào, vươn hai tay chúng ta lên cao, thở ra, cúi gập đầu xuống, giữ ở đây, giữ ở đây và hít thở thật sâu với 5 hơi thở. Hít sâu, thở chậm và cảm nhận cơ thể của chúng ta đang mở ra. 5 4 3 2 1. Rất tuyệt vời. Mỗi một lần chúng ta hít thở sâu, cơ thể chúng ta sẽ hạ xuống một chút. Hãy làm trong khả năng cho phép của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ từ từ chống hai tay chúng ta ra phía sau. Sau đó gập hai chân ra phía trước. Chúng ta sẽ từ từ hạ hai chân của chúng ta sang trái và đầu chúng ta nghiêng sang phải, cảm nhận cái sự phần vặn xoắn. Cố gắng là cái chân phải chúng ta nó thẳng và nó vuông góc ở đây. Rất tuyệt vời. Tiếp tục chúng ta sẽ sang phải. Hãy chỉnh cho cái chân của chúng ta nó vuông góc nha và nó thẳng. Tiếp tục sang trái. Rất tuyệt đẹp. Tiếp tục sang phải. Hãy cảm nhận cơ thể của chúng ta đang được vặn xoắn và đôi chân của chúng ta đang được kéo giãn một cách nhẹ nhàng. Tiếp tục đi nào, rất tốt đấy. Sang phải. Tiếp tục sang trái. Hãy tiếp tục như vậy. Hãy chăm sóc cho đôi chân của chúng ta. Đây là một tư thế tuyệt vời, vừa tốt cho đường ruột, vừa tốt cho gan, vừa tốt cho chân, nhưng lại cực kỳ tốt cho vai cô gái. Rất tuyệt vời. Tiếp tục, chúng ta còn khoảng 2-3 lần nữa thôi. Hãy làm như vậy. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ từ từ kéo cái chân phải chúng ta vào sát
sát người. Chân trái của chúng ta gập lại. À, chúng ta cố gắng để cái cẳng chân chúng ta vuông góc như thế này. Còn nếu như cơ thể người nào quá cứng thì chúng ta có thể kéo sát. Có hai cấp độ, đơn giản là như thế này. Còn nâng cao thì chúng ta có thể là duỗi ra và gần vuông góc. Đó. Hít vào một hơi thật sâu, hít vào từ từ vươn hai tay chúng ta sang ngang. Lưng chúng ta thẳng, sau đó từ từ hạ cái tay trái và chúng ta nghiêng lườn sang phía bên trái nhá. Đó, tay chúng ta vươn dài. Tiếp tục lần hai, hít vào. Rất tuyệt vời, thở ra. Hãy cảm nhận cái đùi trong của chân, chân trái đang được kéo giãn và cái lườn phía bên phải cũng đang được kéo giãn nha. Tiếp tục hít vào, thở ra, hạ xuống. À, lần 4, hít vào, hạ xuống. Rất tuyệt vời nha. Lần cuối nào, hít vào, vươn hai tay chúng ta sang ngang, thở ra, hạ xuống. Hãy giữ ở đây và hít thở thật sâu, thật sâu với 5 hơi thở. Cảm nhận cơ thể, cảm nhận đùi trong phía bên trái, cảm nhận cái lườn phía bên phải đang được kéo giãn. Hít thở đấy thật sâu với 5 hơi thở. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đổi bên nhé. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục gập cái chân trái vào sát cơ thể. À, chân phải thì có hai cấp độ. Một là chúng ta sẽ kéo sát thế này. Hai là chúng ta sẽ để vuông góc. Đó, đây là tư thế nâng cao. Tiếp tục hít vào, lưng thẳng, vươn hai tay chúng ta sang ngang, vuông góc về thân người. Thở ra, từ từ hạ tay, tay phải và nghiêng lườn sang phía bên phải nhá. Tiếp tục hít vào, thở ra. Mỗi một lần chúng ta cố gắng hạ sâu thêm một chút, cảm nhận đùi trong phía chân phải và lườn phía bên trái. Hít vào lần 3, thở ra, hạ xuống. À, đầu khẽ ngước nhìn theo tay. Lần 4, hít vào, thở ra, hạ xuống nha. Rất tuyệt vời đấy. Hít vào, lần cuối, thở ra, giữ ở đây và hít thở thật sâu với 5 hơi thở. Bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Rất tuyệt vời. Bạn cảm thấy thế nào? Rất là dễ chịu và sảng khoái, có phải vậy không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ từ từ nằm nghiêng và sau đó là nằm ngửa ra nha. Chúng ta sẽ từ từ gập cái chân trái của chúng ta lên. Sau đó chúng ta nâng cao cái chân phải, cố gắng là cái chân của chúng ta thẳng để kéo giãn cái cơ gân kheo phía sau đầu gối nhé. Sau đó vòng tay của chúng ta nắm lấy cổ chân, giữ ở đây. Như thế này là rất tốt rồi, tùy thuộc vào cơ thể. Có nhiều người chỉ được như thế này thôi, không sao. Hãy cứ tiếp tục. Mỗi một ngày sẽ kéo giãn một chút và cố gắng thẳng thế này. Và sau khi thẳng rồi thì chúng ta cố gắng là kéo sát vào đầu nhé. Đó, giữ ở đây và cảm nhận cơ gân kheo đang được kéo giãn. Rất tuyệt vời. Chúng ta có thể là đùa giỡn với chân của chúng ta một chút, đó là chúng ta sẽ
vuốt cái mũi chân thẳng, sau đó là bẻ gập. Đó, hãy làm thật nhẹ nhàng và cảm nhận cái cơ gân kheo nó đang được kéo giãn. Hãy chăm sóc, bảo dưỡng, làm trẻ hóa cho hai chân của chúng ta. Bởi vì khi tuổi già tới thì đôi bàn chân của chúng ta, đặc biệt hai chân của chúng ta sẽ teo lại, và cái cơ gân kheo này nó sẽ bị rút lại. Nhiều người sẽ bị liệt và không đi được. Hãy chăm sóc đôi chân của chúng ta để 80 tuổi chúng ta cũng có thể đạp xe, vẫn có thể đi bộ, thậm chí là chạy bộ nhé. Rất tốt đấy. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ từ từ đặt cái chân, chân phải lên đầu gối trái, và vòng tay chúng ta ôm lấy đầu gối trái, kéo sát vào người, cảm nhận cái sức căng ở đây. Giữ ở đây trong vòng 10 tiếng đếm và hít thở thư giãn ở đây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ từ từ buông lỏng cơ thể, đổi bên, gập chân phải chúng ta như thế này. Sau đó từ từ nâng chân trái chúng ta lên cao, buông góc, buông góc, cố gắng chân của chúng ta thẳng. Sau đó vòng hai tay chúng ta ôm lấy cái ống đồng và giữ ở đây. Nhiều người chỉ được thế này thôi, không sao, hãy làm trong khả năng của chúng ta nhé. Đó. Và khi nó thẳng này rồi á, thì chúng ta cố gắng là kéo sát vào đầu. Tùy vào khả năng của chúng ta nhé. Rồi. Và khi chúng ta giữ ở đây tầm khoảng 30 đến 45 giây thì cái cơ gân kheo phía sau hai đầu gối sẽ được kéo giãn. Các khớp sẽ rất là dẻo dai và linh hoạt. Hãy đùa giỡn với chân của chúng ta một chút. Đó là chúng ta vuốt dài chân, sau đó gập vuông góc, vuốt dài, gập vuông góc, vuốt dài, gập vuông góc, vuốt dài, gập vuông góc nha. Nhiều người chân rất cứng và rất là đau. Hãy chăm sóc cho chân của chúng ta để các khớp được dẻo dai, linh hoạt, các cơ gân sẽ mềm dẻo hơn nhé. Rất tuyệt vời. Hãy làm thật nhẹ nhàng để cảm nhận chân của chúng ta, lắng nghe đôi chân của chúng ta. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ từ từ đặt cái chân trái chúng ta lên đầu gối phải. Sau đó vòng hai tay chúng ta ôm lấy đầu gối, kéo sát cơ thể, cảm nhận sức căng ở đây. Hãy hít sâu, thở chậm, thư giãn, cố gắng kéo sát vào cơ thể, cảm nhận sức căng ở đây, và giữ ở đây trong vòng 10 tiếng đếm bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rất tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng ta hãy buông ra và xoay cái khớp hông nha. Nhiều người khớp hông quá cứng và không thể nới rộng được cái vòng xoay, thì hãy xoay trong khả năng cho phép của chúng ta. Trong đông y á, thì cái hũ xương chậu nó sẽ tạo ra hồng cầu khoảng 50%, và đây là cái khu vực mà máu lưu thông, lưu dẫn rất là kém. Các hệ thống dây thần kinh sẽ bị chèn ép, và cái khớp
hông của chúng ta nó quá cứng và bị chai. Khi mà chúng ta xoay thế này, nó sẽ tăng tiết dịch nhầy, tăng sự dẻo dai và linh hoạt hơn nhé. Rất tuyệt vời. Chúng ta còn khoảng 3 lần nữa thôi. 3 2 1 Rất tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng ta hãy vòng hai tay chúng ta, nắm lấy hai bàn chân, mở rộng cái hãng của chúng ta ra. Và chúng ta sẽ kéo hai chân chúng ta xuống, cảm nhận sức căng ở đây. Và chúng ta có thể lắc lư thế này. Đây là cái tư thế đứa trẻ hạnh phúc. Hãy quay trở về như một đứa trẻ, thật vô tư, thật yêu đời, thật hạnh phúc. Bởi vì tuổi tác chỉ là một sự dán nhãn mà thôi. Hãy sống như một đứa trẻ thơ. Rất tuyệt vời đấy. Hãy cảm nhận sức căng ở đây. Máu sẽ chảy nhiều hơn. Cơ thể sẽ tái tạo máu nhiều hơn. Rất tuyệt vời ở tư thế này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ duỗi dài hai chân chúng ta ra nha. Duỗi hai tay chúng ta sang ngang, từ từ nâng cái chân, chân trái lên vuông góc, sau đó nắm lấy cái đầu gối, xoay sang phía bên phải, đầu ngước nhìn theo tay trái, giữ ở đây, giữ ở đây, thư giãn, hít thở thật sâu với 5 hơi thở. 5 4 3 2 1. Tư thế này rất tốt cho cột sống của chúng ta nha. Tiếp tục đổi bên, chúng ta sẽ nâng chân phải lên vuông góc, vòng tay trái nắm lấy đầu gối, kéo sang phía bên trái, đầu chúng ta ngước nhìn theo tay phải, giữ ở đây, giữ ở đây, thư giãn, hít thở thật sâu với 5 hơi thở. 5 4 3 2 và 1. Bây giờ thì chúng ta hãy duỗi dài cơ thể, hai chân của chúng ta chếch hình chữ V, các ngón chân hướng ra ngoài, kiểm tra lưng của chúng ta thẳng, đầu thẳng, thả lỏng hoàn toàn tự nhiên, tay của chúng ta dọc theo thân người, lòng bàn tay ngửa, trở về tư thế xác chết. Và chúng ta hãy thư giãn thật sâu ở đây. Hãy làm theo lời Nam Hà nói nhé. Hãy thả lỏng các ngón chân, thả lỏng bàn chân, tiếp tục thả lỏng cổ chân, cảm nhận cái sự thả lỏng, thả lỏng hai cẳng chân, hai đầu gối, thả lỏng hai đùi, thả lỏng hông, thả lỏng hoàn toàn lưng của chúng ta, thả lỏng bụng, thả lỏng ngực, thả lỏng hai đôi bờ vai, hai cánh tay, lòng bàn tay và các đầu ngón tay, thả lỏng cổ, thả lỏng đầu, thả lỏng toàn bộ gương mặt của chúng ta. Hãy đưa tâm mình về với hơi thở. Hít vào, bụng căng tròn. Thở ra, bụng xẹp xuống.
hãy thư giãn thật sâu và có thể ngủ thiếp đi ở tư thế này. Cả nhà của chúng ta cảm thấy thế nào? Rất tuyệt vời có phải vậy không? Chỉ cần bỏ ra khoảng 15 phút thôi mỗi tối, chúng ta sẽ có được một giấc ngủ sâu ngon, và đó là một thứ xa xỉ của rất nhiều người, giúp cơ thể chúng ta tái tạo, phục hồi, chữa lành sâu nhất. Nếu bạn cảm thấy video giá trị, hãy chia sẻ cho 3 đến 5 người bạn. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nhớ bấm vào quả chuông, để nhận thêm nhiều bài tập, nhiều giá trị tuyệt vời phía sau. Biết ơn và sớm hẹn gặp lại. Xin chào cả nhà thương yêu. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo. Quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.